mẹ Việt Nam mặt người sáng quắc, nghe đâu đây tiếng vọng hòa bình, lệ nhạt nhòa đôi mắt long lanh, nghe tin con vẫn còn ngày dài. Xin được trân trọng kính chào tất cả anh chị, và ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ tiến hành test chất lượng loa với dòng sản phẩm đó chính là JBL 4044 cho tất cả anh chị và các bạn chúng ta trải nghiệm trước khi mà chúng tôi bàn giao lại cho khách hàng ở tại quận 9 nha anh chị ha. Thì đây là một dòng sản phẩm phải nói là cái công suất rất là lớn, và thiết kế cho mình là gồm có 4 chép 250 nha anh chị ha, và gồm có 2 bát rất là tốt. Bát này có thể là sử dụng cho loa kéo điện luôn nha anh chị ha. Đây là bát nhôm 4 tấc đôi nha anh chị. Cái công suất của nó rất là lớn nên là thành thử là rất phù hợp để mà chúng ta tổ chức các buổi tiệc ở ngoài trời và sử dụng mà không cần phải thuê đến dàn nhạc sống nha. Ngay sau đây thì tôi sẽ tiến hành test lại cái chất lượng về cái chất âm nghe nhạc và chất âm micro trước khi chúng tôi bàn giao cho khách hàng nha. Nơi đâu mà tìm nhiều đêm cô đơn tựa sóng cửa nhỏ. Karaoke trước khi mà bàn giao lại cho khách hàng thì muốn test thật kỹ mọi thứ ok hết nha anh chị ha. Alo. Mẹ Việt Nam mặt người sáng quắc, nghe đâu đây tiếng vọng hòa bình, lệ nhạt nhòa đôi mắt long lanh, nghe tin con vẫn còn ngày xanh. Một cành hoa em cài mái tóc, anh đưa em qua quán đường dài, về thành đô anh mây áo cưới, ta thương nhau xây dựng ngày mai. Vâng, vừa rồi thì anh chị chúng ta cũng đã được trải nghiệm về cái chất âm của nó như thế nào anh chị ha. Thì đây là trước khi mà chúng tôi bàn giao lại cho khách hàng thì chúng tôi sẽ test thật kỹ để mà đảm bảo mọi thứ là ok, tất cả đều ok hết thì chúng tôi mới bàn giao lại cho khách hàng. Và cũng xin được cảm ơn anh đã tin tưởng và ủng hộ shop loa kéo của chúng tôi. Và một lần nữa thì xin được cảm ơn anh chị chúng ta đã quan tâm theo dõi. Cảm ơn rất nhiều.